Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Đây là một sân chơi bổ ích dành cho các bạn học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Mỗi chương trình chúng tôi sẽ mời hai đội tham gia và mỗi đội gồm có 3 thành viên. Hai đội chơi sẽ lần lượt trải qua các phần thi giới thiệu, chung sức, chắp cánh ước mơ và kiến thức học đường. Cuối chương trình, đội nào có số điểm nhiều hơn thì đó là đội giành được chiến thắng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi qua phần thi giới thiệu. Xin chào tất cả các bạn và mọi người. Mình tên là Trần Nguyệt Ân, học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Hưng Thành và cũng là thành viên của đội Sơn Ca. Mình đến với chương trình này với mong muốn được học hỏi những điều mới mẻ và giao lưu kết bạn. Mong các bạn ủng hộ đội của chúng mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Đức, lớp 7A trường Trung học cơ sở Hưng Thành. Mình là thành viên của đội Sơn Ca. Mong muốn của mình khi tham gia chương trình là học hỏi những điều mới mẻ và giao lưu kết bạn. Mong các bạn ủng hộ đội của chúng mình nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Trần Hương Linh, đến từ chi đội 7B trường Trung học cơ sở Hưng Thành. Mình là đội thành viên của đội Sơn Ca. Mong muốn của mình khi đến đây là để trao đổi ước mơ, học tập những điều mới mẻ và giao lưu kết bạn. Mong các bạn hãy ủng hộ cho đội chúng mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bùi Ngân Hà, đến từ chi đội 7C trường Trung học cơ sở Hưng Thành. Mình là một thành viên của đội Họa Mi. Mình đến đây với mục đích giao lưu học tập, mong các bạn ủng hộ cho đội chúng mình nhé. Mình tên là Nguyễn Thanh Tùng, đến từ chi đội lớp 7C trường Trung học cơ sở Hưng Thành. Mình đến đây tham gia chương trình để học tập, giao lưu và tiếp thu kiến thức cùng với các bạn, mong các bạn cổ vũ cho đội chúng mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Minh Khuê, mình đến từ chi đội lớp 7B trường Trung học cơ sở Hưng Thành. Mình tham gia chương trình này với mục đích học hỏi, giao lưu, kết bạn với mọi người. Mong mọi người ủng hộ cho đội chúng mình nhé. Vừa rồi thì chúng ta làm quen với hai đội Họa Mi và Sơn Ca. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai tiết mục văn nghệ của hai đội. Bạn làm sao rồi chờ...
Và vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được thưởng thức hai tiết mục văn nghệ rất đặc sắc. Và chương trình sẽ dành tặng cho hai đội mỗi đội 5 điểm đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi có tên là Trung Sức. Ở phần thi Trung Sức thì hai đội sẽ cùng nhau tham gia chơi một trò chơi có tên là nhảy lò cò ném bóng. Và ở phía trước sân khấu thì có hai chiếc giỏ. Nhiệm vụ của các bạn đó là sẽ đứng từ vạch xuất phát, nhặt một quả bóng và nhảy lò cò, mang về đến vạch ở trên này và sau đó các bạn sẽ tung bóng vào giỏ. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn đã ném bóng xong chạy về đích thì các bạn tiếp theo mới được tiếp tục nhảy lò cò và để ném bóng. Và sau thời gian của chương trình đưa ra thì đội nào có số bóng mang về đích được nhiều hơn thì đội đó sẽ giành được 10 điểm. Còn đội nào mang được ít bóng về hơn thì đội đó sẽ giành được 5 điểm. Cả hai đội đã hiểu rõ thể lệ của phần chơi này chưa? Và ngay sau đây mời các em sẽ đến vị trí xuất phát để chúng ta bắt đầu tham gia trò chơi. Và 5 phút dành cho cả hai đội bắt đầu. Như vậy thời gian 5 phút dành cho hai đội đã hết. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của hai đội để xem hai đội đã mang theo được bao nhiêu quả bóng về đích. Chiếc giỏ màu xanh là của đội Sơn Ca. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Các bạn đến từ đội Sơn Ca đã rất xuất sắc và mang về được 32 trái bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của đội Họa Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Các bạn đến từ đội Họa Mi đã mang về được 20 trái bóng. Thưa quý vị, thưa các bạn, và như vậy ở phần thi Trung Sức, các bạn đến từ đội Sơn Ca đã mang về được nhiều hơn. Và tất nhiên rồi, các bạn đã giành được 10 điểm. Xin chúc mừng các em! Và đội Họa Mi đã giành được 5 điểm. Xin chúc mừng các em! Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, phần thi có tên là Chắp cánh ước mơ. Ở phần thi này thì hai đội sẽ có thời gian để suy nghĩ và sau đó thì các bạn sẽ thuyết trình về ước mơ của một thành viên của đội mình hoặc của cả đội. Hai đội sẽ cử một đại diện lên phía trước và sẽ trình bày, thuyết trình về phần ước mơ của đội mình. Và khách mời của chương trình là các thầy cô giáo đang giảng dạy tại nhà trường sẽ là người nhận xét và chấm điểm cho cả hai đội theo thang điểm tối đa là 10 điểm. Các đội đã hiểu rõ thể lệ chưa? Rồi ạ. Và ngay sau đây thời gian dành cho hai đội bắt đầu. Thời gian dành cho cả hai đội đã hết và ngay sau đây xin mời các bạn đến từ đội Sơn Ca sẽ bước lên phía trước và trình bày về ước mơ của đội mình. Sau đây em xin được trình bày ước mơ của đội chim Sơn Ca. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã ấp ủ ước mơ được trở thành một nhà thiết kế thời trang tài năng. Em rất thích những bộ quần áo, những chiếc váy nhiều màu sặc sỡ, thích những vật dụng nhiều màu,
và có sở thích may quần áo cho búp bê. Em thích dùng trí tưởng tượng của mình để may cho búp bê những bộ quần áo, trang phục thật độc đáo, xinh đẹp và lộng lẫy. Không biết mọi người có cảm thấy khó chịu khi hàng giờ cứ phải ngồi ở trên bàn bên cạnh những tập giấy và những chiếc bút chì màu hay không, nhưng đối với em, cảm giác này rất là thoải mái. Được thả mình trong trí tưởng tượng của chính mình trong một thế giới nghệ thuật riêng, điều đó làm em cảm thấy rất tuyệt vời. Để có thể tạo ra những bản vẽ sáng tạo độc đáo đó cho mọi người yêu thích, thành thật mà nói, đối với em, cảm giác này rất tuyệt vời. Đến bây giờ, em vẫn nuôi dưỡng và ngày càng có tham vọng để trở thành một nhà thiết kế thời trang. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này ước mơ có thể trở thành hiện thực. Em xin hết ạ. Vừa rồi thì các bạn đến từ đội Sơn Ca đã vừa thuyết trình về ước mơ của đội mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thuyết trình của các bạn đến từ đội Họa Mi. Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn, sau đây em xin thay mặt đội Họa Mi nói về ước mơ của mình. Ai cũng có ước mơ của riêng mình. Biết được ước mơ của riêng mình thật là hạnh phúc, nhưng để ước mơ trở thành hiện thực còn đáng trân trọng hơn. Em cũng có ước mơ của riêng mình, đó là làm một người thầy giáo. Từ khi bước chân vào trường tiểu học, ngồi vào ghế nhà trường, những hình ảnh cao đẹp về thầy cô giáo đứng trên bục giảng đã in đậm trong trái tim em, và từ đó đã thôi thúc em thực hiện ước mơ này. Những người thầy như những người đưa đò thầm lặng, mỗi một chuyến đò cập bến là những chuyến đi đầy tri thức. Trong những chuyến đi có những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn. Thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo được, lòng người đưa đò ai đo được sự bao la. Ca dao Việt Nam cũng có câu: muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Từ ngàn đời nay, mặc cho sự biến đổi của xã hội và thời gian, cầu kiều vẫn bắc ngang dòng sông chữ nghĩa, nối liền bao thế hệ con người Việt Nam. Đó là nhịp cầu nối liền những con người khao khát tới chân trời tri thức với những người truyền đạt kiến thức. Đó là nhịp cầu của nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, của những gì gần gũi thân quen mà hết sức thiêng liêng, cao đẹp. Bởi người thầy đã soi đường cho chúng ta, những người trẻ tuổi, trẻ lòng. Mỗi khi qua một nhịp cầu là thấy gần người hơn, trên những nấc thang hoàn thiện nhân cách. Giờ đây, hình ảnh người thầy dạy những kiến thức để mở ra những con đường dẫn đến tương lai cho nhiều thế hệ trẻ. Hình ảnh đó càng khiến em muốn thực hiện ước mơ của mình. Em sẽ cố gắng phấn đấu, học tập để một ngày không xa, ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Em xin hết. Xin cảm ơn phần trình bày đến từ các bạn, đội Họa Mi. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời khách mời của chương trình, cô giáo Lục Thị Hồng Thắm sẽ lên nhận xét và chấm điểm cho cả hai đội. Xin chào tất cả các em học sinh và xin chào quý khán giả xem đài truyền hình. Rất vui mừng tôi lại được quay lại với chương trình Chắp cánh ước mơ của các em học sinh. Và đây là một chương trình vô cùng bổ ích dành cho các em. Ở trong chương trình thì các em đã nói lên những ước mơ rất là tươi đẹp của mình. Vừa rồi đội Chim Sơn Ca đã nói lên ước mơ của mình muốn trở thành những nhà thiết kế thời trang. Và rồi đây chúng ta sẽ được khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất do đội Sơn Ca thiết kế. Và đội Họa Mi cũng nói lên ước mơ của mình sau này sẽ trở thành những người thầy. Và cũng hy vọng sau này ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực và sẽ đưa được những chuyến đò tri thức thành công. Và cô cũng chúc cho tất cả các em hãy nuôi dưỡng những ước mơ của mình, hãy học tập và phấn đấu để cho ước mơ của mình có thể trở thành hiện thực. Và cô giáo cũng xin tặng cho hai đội, mỗi đội 10 điểm. Xin được cảm ơn phần nhận xét và chấm điểm của cô giáo Lục Thị Hồng Thắm. Và thưa quý vị, thưa các bạn, qua phần thi Chắp cánh ước mơ ngày hôm nay thì cô giáo đã dành tặng cho hai đội mỗi đội 10 điểm. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cả hai đội. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang phần thi thứ tư và cũng là phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi có tên là Kiến thức học đường. Ở phần thi này thì các đội sẽ lựa chọn một bộ môn học mà mình yêu thích và sau đó chương trình sẽ đưa ra 5 câu hỏi xoay quanh kiến thức của bộ môn đó. Với mỗi một câu trả lời đúng, các em sẽ giành được 5 điểm. Cả hai đội đã hiểu rõ thể lệ của phần thi này chưa? Sau đây thì các bạn đến từ đội Họa Mi sẽ tham gia phần thi này trước. Các em sẽ lựa chọn kiến thức ở bộ môn nào? Dạ, đội em xin được chọn câu hỏi liên quan đến phần kiến thức của môn âm nhạc ạ. Các bạn đến từ đội Họa Mi sẽ lựa chọn kiến thức ở bộ môn âm nhạc và ngay sau đây sẽ là 5 câu hỏi dành cho các bạn.
Câu hỏi thứ nhất, câu hát khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá nằm trong bài hát nào? A. Đi học, B. Mái trường mến yêu, C. Lý cây đa và D. Khúc hát chim sơn ca. Dạ, đội Họa Mi chúng em chọn câu trả lời là câu trả lời B ạ. Các bạn đã lựa chọn đáp án B, mái trường mến yêu và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Họa Mi. Câu hỏi thứ hai, bài hát đi học nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Minh Chính ra đời vào năm nào? A. 1968, B. 1969, C. 1970 và D. 1971. Đội của em xin được chọn câu trả lời C, năm 1970 ạ. Và đó cũng chính là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng các em. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Ai là tác giả của bài hát nhạc rừng? A. Hoàng Vân, B. Hoàng Việt, C. Đỗ Nhuận, D. Văn Cao. Đội Họa Mi chúng em xin chọn câu trả lời B, Hoàng Việt ạ. Và xin chúc mừng đội Họa Mi. Các em đã trả lời hoàn toàn chính xác và tiếp tục giành được 5 điểm. Câu hỏi thứ 4. Nốt pha nằm ở khe thứ mấy trên khuôn nhạc? A. Khe 1, B. Khe 2, C. Khe 3 và D. Khe 4. Dạ, đội Họa Mi chúng em xin chọn câu trả lời A. Khe 1 ạ. Nốt pha nằm ở khe 1 ở trên khuôn nhạc và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Câu hỏi thứ 5, bài Đất nước tươi đẹp sao là bài tập độc nhạc số mấy? A. Số 2, B. Số 3, C. Số 4 và D. Số 5. Đội Họa Mi chúng em xin được chọn câu trả lời B. Số 3. Và đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với 5 câu hỏi ở phần thi kiến thức học đường, các bạn đến từ đội Họa Mi đã trả lời chính xác được cả 5 câu hỏi và giành được 25 điểm. Xin chúc mừng đội Họa Mi. Và ngay sau đây xin mời các bạn đến từ đội Sơn Ca. Các em sẽ lựa chọn kiến thức ở bộ môn nào? Thưa cô, bọn em sẽ lựa chọn kiến thức có liên quan đến bộ môn văn học ạ. Các bạn đến từ đội Sơn Ca lựa chọn kiến thức liên quan đến bộ môn văn học. Và ngay sau đây sẽ là 5 câu hỏi dành cho các em. Các em hãy lắng nghe thật kỹ câu hỏi để có thể lựa chọn đáp án chính xác nhất. Câu hỏi thứ nhất, xác định nhân vật chính trong văn bản Cổng Trường Mở Ra. A. Người mẹ, B. Người con, C. Bà ngoại và D. Phụ huynh học sinh. Em thưa cô là đội em đưa ra đáp án là A, người mẹ. Và đáp án mà chương trình đưa ra đó chính là đáp án A. Xin chúc mừng đội Sơn Ca. Câu hỏi thứ hai, qua văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê, tác giả muốn gửi thông điệp gì đến tất cả mọi người? A. Phê phán những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm, không quan tâm đến con gái. B. Ca ngợi tình cảm trong sáng của hai anh em Thành và Thủy, vô cùng yêu thương nhau. C. Thể hiện niềm cảm thông sâu sắc với những đứa trẻ không may rơi vào hoàn cảnh gia đình chia ly. D. Khẳng định tình cảm gia đình là vô cùng quý, các bậc cha mẹ phải trân trọng và giữ gìn hạnh phúc. Dạ thưa cô, đáp án của đội chúng em là D ạ. Các bạn đã lựa chọn đáp án D, khẳng định tình cảm gia đình là vô cùng quý, các bậc cha mẹ phải trân trọng và giữ gìn hạnh phúc. Và đó cũng chính là đáp án mà chương trình đưa ra. Xin chúc mừng đội Sơn Ca. Câu hỏi thứ 3, 4 bài ca dao, những câu hát về tình cảm gia đình, em được học làm theo thể thơ nào? A. Lục bát, B. Thất ngôn tứ tuyệt, C. Ngũ ngôn tứ tuyệt và D. Thất ngôn bát cú. Em ơi cô, đội chúng em xin chọn đáp án là A. Các bạn đã lựa chọn đáp án A, đó là thể thơ lục bát và xin chúc mừng các em. Câu hỏi thứ 4, bài thơ Phò Giá Về Kinh ra đời trong hoàn cảnh nào? A. Sau khi Trần Quang Khải thắng giặc Nguyên Mông trên bến Trương Dương, Hàm Tử. B. Lý Thường Kiệt chiến thắng giặc Tống trên bến sông Như Nguyệt. C. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Và D. Quang Trung đại phá quân Thanh. Em thưa cô là đội em xin được chọn đáp án A. Và đáp án mà chương trình đưa ra đó chính là đáp án A và các em đã tiếp tục giành được 5 điểm. Xin chúc mừng các em. Câu hỏi thứ 5, bài thơ Sông Núi Nước Nam được gọi là gì? A. Là khúc ca khải hoàn, B. Là hồi kèn xung trận, C. Là án thiên cổ hùng văn và D. Là bản tuyên ngôn độc lập. Thưa cô, đáp án của đội chúng em là D. Là bản tuyên ngôn độc lập ạ. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Thưa quý vị, thưa các bạn, với 5 câu hỏi liên quan đến bộ môn văn học thì các bạn đến từ đội Sơn Ca đã trả lời chính xác được cả 5 câu hỏi và giành được số điểm tối đa là 25 điểm. Xin chúc mừng các em. Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 4 phần thi trong chương trình Chắp Cánh Ước Mơ ngày hôm nay, các bạn đến từ đội Sơn Ca. Ở phần thi thứ nhất, các bạn giành được 5 điểm. Phần thi thứ hai, Trung Sức, các bạn được 10 điểm. Phần thi thứ ba, Chắp Cánh Ước Mơ, các bạn được 10 điểm. Và phần thi thứ tư, Kiến Thức Học Đường, các bạn được 25 điểm. Và tổng số điểm của các bạn là 50 điểm.
Các bạn đến từ đội họa mi, phần thi thứ nhất được 5 điểm, phần thi thứ hai trung sức được 5 điểm, phần thi thứ ba chắp cánh ước mơ 10 điểm và phần thi thứ tư kiến thức học đường được 25 điểm và tổng số điểm của các bạn là 45 điểm. Và như vậy với số điểm là 50 điểm thì các bạn đến từ đội Sơn Ca đã giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đội Sơn Ca. Và với số điểm là 45 điểm thì các bạn đến từ đội họa mi đã là đội về nhì trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng các em. Và ngay sau đây xin mời cả hai đội sẽ bước lên phía trước và nhận quà của chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.